Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy Maru Yanma đời chung nha các bạn. Không phải đời cận ở đây. Đời này đời chung Maru Yanma MB2620. Nó là 26cc. Bích tông 34 ly. Con này đó, thật ra là con này là nó sánh ngang bằng với con ten là 26 các bạn, từ bằng cho đến hơn. Tại vì con ten là 26 bích tông 33 ly, con này bích tông 34 ly mà nó hội đủ các tính chất của con ten là 26, nhưng mà mình thấy con này là ngon hơn. Lý do tại sao? Con này không bao giờ có đồ Trung Quốc lai vô được. Con ten là 26 thì rất có cơ hội ở ngoài là có những cái đồ Trung Quốc nó lai vô, cho nên mình xài con này rất là ok, đồ kim của Nhật nguyên bản. Thì nói chung cái dòng Maru Yanma này thì nó nắp xăng kính có lỗ hơi riêng. Đặc biệt cái con Maru Yanma MB2620 này nó chạy một cái chế hòa khí y chang như chế hòa khí của ten là Mitsubishi ten là 26, chế hòa khí 2 kim, wambo 2 kim, cực kỳ ít ăn xăng, nhưng mà phải chỉnh đúng nha, chỉnh ít ăn quá là nó sẽ hư. Một con máy rất là đẹp, còn mới tinh luôn. Phải nhìn xem, rất là đẹp luôn. Không, hay rất là đẹp. Dây chưa có dấu hiệu gì là xài nhiều hết các bạn. Chế hòa khí 2 kim nha. Cây này là chỉnh tốc độ cao nha. Tương đương với cây H ở máy cưa. Cây này chỉnh tốc độ thấp nha. Tương đương với cây L của máy cưa. Cây này chỉnh ganh ti nha. Các bạn chỉnh thế nào cho nó thật nhạy, mà cách mình nghe tiếng cho nó thật nhạy là sao? Chỉnh lên rồi chỉnh cây ganh ti này vô. Chỉnh lần lần tới khi nào tiếng nổ nó nghe bực 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 tiếng ganh ti á các bạn. Chỉnh cây này kết hợp với cây này tới chừng nào nghe tiếng máy nó nổ nghe bực 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 bực. Chứ đừng nghe liền tiếng u u là không có nhạy, là thiếu xăng. Còn chỉnh cây này, chỉnh thế nào? Cây này thì chỉ lên ga, hết ga thôi là cây này nó mới hiệu quả. Hết ga bắt đầu mình dặn vô tới chừng nào nó bốc tới tột đỉnh, mình trả ga cho máy nó dịu lại là ok cây này. Còn cây này khó chỉnh hơn, cây này nó quan trọng tới cái việc mà hao xăng nhiều, hao xăng ít. Cây này cũng hao xăng nha các bạn, cây này cũng hao xăng. Hai cây này đều chỉnh xăng hết, không cây nào chỉnh gió hết các bạn. Cây này lên cũng hao xăng, cây này ra cũng hao xăng. Cho nên hai cây này là xăng hết. Nó chỉ điều chỉnh cái này là chỉnh tinh cho máy bốc, cái này chỉnh thô cho đủ xăng. Nha, cây này là nó có một cái chỉnh một cái tia để chạy cầm chừng cho tốt, cho nên gọi là cây tốc độ chậm. Cây này tốc độ nhanh, chỉnh cho nó chạy bốc cao, cho nên nó là cây tốc độ nhanh, tốc độ cao. Máy tình trạng rất là đẹp các bạn. Ở nách nó có made in xà băng nha các bạn, made in xà băng. Đây mình không có cầm cái đèn pin soi cho các bạn thấy, made in xà băng nha. Đây phía sau nó đây các bạn, rất là đẹp luôn, một con máy thật là xuất sắc luôn.
nó sánh ngang tầm với tên là 26 nha các bạn, không thua súc, có đường hơn chứ không có đường thua, tại vì bích tông nó tới 34 ly lần các bạn, mà nó sở hữu một cái chế hòa khí hai kim, cho nên nó giống hịch, thiết kế nó giống như tên là 26 mà nồng nó lớn hơn, có đường ăn chứ không có đường thua tên là 26 các bạn. Nhưng mà vì người tiêu dùng á, ít có biết đến danh của nó cho nên á, là ít có yêu cầu mà xài con này. Thật ra con này là từ ngang tầm với con tên là 26 cho tới hơn, không thua. Rất là đẹp. Tay ga giữ nha các bạn, có công tắc trên tay ga luôn, công tắc trên tay cầm luôn. Bị gấp đây các bạn. MB2620 các bạn. Trắng cỏ zin luôn nha. Bị chói các bạn. Này bị chói. Trắng cỏ zin luôn. Cùi zin luôn, rất là đẹp luôn. Có chống dính cỏ nha các bạn. Chống dính cỏ. Đây dưới này là có chống mài mòn luôn các bạn. Đây, chống dính cỏ, chống mài mòn. Đầy đủ các chi tiết hết. Mình sử dụng rất là dễ, rất là tuyệt vời. Chống dính cỏ, chống mài mòn. Ngày xưa rất sợ mài mòn nha các bạn. Nhưng mình nói bây giờ không còn sợ mài mòn nữa các bạn. Dẫu cho con ốc này nó tròn mình mở không được thì ốc này hiện giờ rất là nhiều luôn. Ốc dặn lưỡi đó các bạn, rất là nhiều, cho nên mình cũng không có sợ gì chống mài mòn. Không, các bạn cũng không cần chống mài mòn gì, chứ con ốc này nó cũng lâu mòn lắm các bạn. Khi mà nó tròn nó cũng lâu lắm, tầm một năm nó mới tròn. Thì mình chỉ việc thay con ốc khác thôi, mình không cần phải nhất thiết là phải chống mài mòn nha các bạn. Rất là đẹp các bạn. MB2620. Mình test thử cho các bạn xem nha. Chạy rất dữ. Mình thì lại mình thích cái dòng máy này hơn tên là 26 các bạn. Mình không khoái tên là 26. Tên là 26 rất là kén nhớt đó các bạn. Nếu chạy nhớt mà không tốt là tên là 26 nó bị dính đồng đó các bạn. Còn thằng này nó không kén nhớt nha các bạn. Chạy không bao giờ dính đồng. Cũng rất khó xúc khoát. Những cái bệnh phổ biến của tên là 26 là nó không có. Mà nó sở hữu một cái chế hòa khí giống tên là 26. Y chang luôn. Bồ của nó có hãm thanh nha các bạn. Cho nên nổ, tiếng nổ nó không có gắt lắm. Rồi để mình test máy này cho các bạn nghe thử nha. Đầu tiên thì thông thường mình muốn khởi động cho nhanh thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Đóng e. Lên ga thì mình khởi động nó nhanh. Rồi bây giờ cái các bước đó mình đã làm sẵn hết rồi. Bây giờ mình khởi động là nó nổ thôi. Không có trợ lực nhưng mà giật rất nhẹ nhàng các bạn. Mình cũng không quên giới thiệu cho các bạn luôn.
Một cái chụp giật này siêu bền luôn các bạn, siêu bền luôn, mình bảo đảm. Xài cái máy tầm 3-4 năm là chưa có nhúc nhích gì tới cái chụp giật hết nha các bạn. Tầm 5-7 năm, thậm chí có những cái máy chạy tới banh cái máy luôn, chụp giật chưa hư các bạn. Chụp giật này gọi là siêu bền luôn. Máy chạy rất là dữ, ganh ti rất là êm các bạn, ganh ti rất là êm, chạy lớn rất là bốc, các bạn nghe không, các bạn xem thử. Rồi, cái video mình test cái máy MV2620 Maru Yanma đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.